Xin chào tất cả các bạn nha. Như vậy là đội tuyển U23 Việt Nam của chúng ta đã giành một suất vào vòng tứ kết sớm trước một vòng đấu. Vậy thì đối thủ của chúng ta ở vòng đấu tứ kết, vòng đấu knockout sẽ là ai? Liệu rằng chúng ta sẽ gặp người Thái, chúng ta sẽ gặp Tajikistan, chúng ta sẽ gặp Ả Rập Xê Út hay chúng ta sẽ gặp UAE? Liệu rằng đối thủ nào sẽ là đối thủ của Việt Nam trong vòng tứ kết sắp tới? Thì bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi phân tích từng trường hợp một nhé các bạn nhé. Mong rằng các bạn hãy bấm đăng ký kênh cũng như bấm like để ủng hộ cho đội tuyển U23 Việt Nam nhé. Hiện tại U23 Việt Nam đang có 2 chiến thắng với 6 điểm. Vậy thì liệu chúng ta sẽ gặp đối thủ nào ở tứ kết của giải U23 châu Á? Thì hiện tại thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đang xếp nhì bảng D bằng điểm với Uzbekistan, nhưng kém hơn về hiệu số bàn thắng bại là cộng 4 so với cộng 7. Và theo lịch thi đấu thì hai đội bóng này sẽ chạm trán ở lượt cuối cùng tại vòng bảng vào ngày 23 tới. Và kết quả của trận đấu này cũng sẽ xác định được ngôi nhất và nhì bảng chung cuộc. Từ đó thì chúng ta có thể xác định được các đối thủ mà chúng ta sẽ gặp ở lượt trận tứ kết. Nếu như chúng ta đánh bại được U23 Uzbekistan thì chúng ta sẽ được ngôi nhất bảng D. Khi đó thì chúng ta sẽ gặp đội nhì của bảng C. Và hiện tại thì cục diện của bảng C đang khá phức tạp khi cả 4 đội là Ả Rập Xê Út, Thái Lan, Iraq cũng như là Tajikistan đều có cơ hội để lọt vào vòng tứ kết. Và theo đó thì trong 4 đội này thì U23 Ả Rập Xê Út là có đội nắm quyền tự quyết cao nhất. Khi họ chỉ cầm một kết quả hòa đến thắng trước Iraq là họ sẽ giành vé vào tứ kết với ngôi nhất bảng C. Và nếu như thất bại trước Ả Rập Xê Út, chỉ cần không thua cách biệt 9 bàn thì cũng có thể là đi tiếp. Với U23 Thái Lan thì đội bóng này còn có cơ hội góp mặt ở tứ kết khi giành chiến thắng trước U23 Tajikistan. Đồng thời U23 Iraq không thắng được U23 Ả Rập Xê Út. Đây là một kịch bản nhiều khả năng xảy ra trong lượt trận tới. Ngoài ra còn cả 3 trường hợp gồm Thái Lan thắng Tajikistan và Iraq thắng Ả Rập Xê Út, Thái Lan hòa Tajikistan và Iraq không thắng được Ả Rập Xê Út, Thái Lan thua Tajikistan và Iraq thua Ả Rập Xê Út. Những tình huống này rất khó có thể xảy ra bởi U23 Thái Lan thì dù gì được đánh giá cao hơn nhiều so với Tajikistan và Ả Rập Xê Út, cũng nhỉnh hơn so với Iraq. Trong trường hợp có 2 đội để thua là U23 Iraq giành vé vào tứ kết thắng U23 Ả Rập Xê Út ở lượt trận cuối, hoặc hòa Ả Rập Xê Út và chờ Thái Lan thua Tajikistan. Ngoài ra thì Tajikistan dù không điểm nhưng vẫn còn có khả năng đi tiếp nếu thắng Thái Lan với cách biệt 2 bàn và chờ Iraq thua Ả Rập Xê Út. Dù vậy trường hợp này cũng không khả thi bởi vì Tajikistan là đội bóng yếu nhất bảng C. Và theo như đánh giá tổng quan logic thì U23 Ả Rập Xê Út nhiều khả năng sẽ giành ngôi nhất bảng C và tấm vé còn lại sẽ là cuộc cạnh tranh giữa Thái Lan và Iraq. Do đó thì đội Việt Nam của chúng ta nhiều khả năng có thể chạm trán một trong 3 đối thủ này ở tứ kết. Nếu như chúng ta đánh bại được Uzbekistan thì chúng ta là ngôi nhất bảng D, khả năng cao sẽ gặp U23 Thái Lan và U23 Iraq. Nếu như chúng ta để thua Uzbekistan thì chúng ta ở ngôi nhì bảng D thì chúng ta sẽ gặp đội nhất của bảng C, đó là Ả Rập Xê Út. Nhìn chung thì bóng đá trẻ nó có những cái biến cố rất là bất ngờ, cho nên là mọi người chỉ lập luận cũng như là mình chỉ suy đoán mang tính chất suy đoán thôi. Cho dù U23 Việt Nam gặp đối thủ nào ở tứ kết thì cũng phải thi đấu hết mình để hướng đến mục tiêu cao nhất.